Trong thời hiện đại, khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu thiết kế và chọn một ngôi nhà ở vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như đầy đủ tiện nghi sử dụng là điều cần thiết. Ngôi nhà thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, nằm ngay trên đường Lê Thị Kim Chi, khu 4, thị trấn Cái Bè, Tiền Giang, là một ngôi nhà đáng để tham khảo và lựa chọn. Ngôi nhà có tổng diện tích 95m², 5 x 19m, có 2 phòng ngủ, nhà bếp. Từ ngoài bước vào, bạn sẽ thấy không gian phòng khách thiết kế, nội thất hoàn toàn hiện đại, máy điều hòa, TV, có cả quầy bar, kết hợp với màu xanh của bộ ghế sofa làm nổi bật phòng khách. Ngôi nhà sử dụng hệ thống thông minh Lumi. Kính chào quý khách, chúc quý khách có buổi trò chuyện vui vẻ. Hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời. Không gian bếp trang bị đầy đủ phụ kiện gia dụng. Khu vực bàn ăn, phòng ngủ được trang trí rất ấm cúng. Mỗi phòng đều có máy lạnh, bàn trang trí và bàn làm việc. Nhà vệ sinh thiết kế đầy đủ, bồn tắm đứng, hệ thống vòi sen mưa áp trần, bồn tắm massage. Sau khi xem tổng quan căn nhà được thiết kế và thi công hợp lý, sang trọng, chúng ta còn do dự gì nữa, hãy sở hữu ngay. Mọi chi tiết xin liên hệ tư vấn nhà đẹp Hồng Quang, địa chỉ đường Lê Thị Kim Chi, khu 4, thị trấn Cái Bè, Tiền Giang, hotline 0909 657 658, gặp Bích Trân. Nhà đẹp Hồng Quang hân hạnh được phục vụ quý khách.